phục cầu sập ở Cam Ranh để giáo viên qua suối dạy học. Sáng 25 tháng 10, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh cho biết hiện nay tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương xúc tiến đầu tư nối lại cây cầu sập nối đất liền với bán đảo Bình Lập, xã Cam Lập sau khi hai cây cầu bị sập, gãy trong vòng chưa đầy một năm qua. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh cho biết sau khi cầu tạm bắc qua một con suối nối với đất liền với bán đảo Bình Lập, xã Cam Lập bị nước lũ đánh gãy, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lập đã báo cáo thành phố Cam Ranh để xin chủ trương sửa chữa. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang có một số doanh nghiệp xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ hỗ trợ được mượn một chiếc cầu sắt dài 30m, rộng khoảng 4,5m. Dự kiến vào ngày 26 tháng 10, đoàn công tác của thành phố Cam Ranh sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát, tiếp nhận cây cầu này. Về thông tin, một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh cho hay đó không phải là một câu chuyện nguyên vẹn đã được lắp ráp sẵn mà chỉ cần cái dầm bắc qua để làm cầu tạm. Trước đó, ngày 20 tháng 10, do mưa lớn, lũ về khiến cho cầu tạm Cam Lập nối với đất liền với bán đảo Bình Lập, xã Cam Lập bị gãy khiến hơn 300 hộ dân bán đảo Cam Lập bị chia cắt. Đây là một cây cầu tạm được Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh đã bố trí kinh phí là 1,5 tỷ đồng xây dựng, sử dụng từ tháng 2 năm 2019, sau khi cầu kiên cố bị sập vào mùa mưa năm ngoái. Hiện nay, người dân giáo viên đi qua bán đảo Bình Lập phải đi thuyền hoặc đi bè qua khu vực này. Theo đó, những người giáo viên này thuộc trường tiểu học, trung học cơ sở Cam Lập, thành phố Cam Ranh đang đi dạy học tại hai điểm phụ cách nhau từ 5 đến 6 km trên bán đảo Bình Lập với hơn 100 học sinh. Liên quan đến sự việc trên, tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã vừa có văn bản gửi ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương xây dựng cầu mới qua thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng cần cân đối kinh phí sớm đầu tư xây dựng mới để nối cầu thôn Nước Ngọt với thôn Bình Lập trong năm 2019 nhằm khắc phục tình trạng chia cắt, ổn định cuộc sống của hơn 300 hộ dân trên bán đảo Bình Lập, xã Cam Lập. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.